Chào mừng các bạn đến với góc làm việc nhỏ của iFixit.vn Hôm nay thì sẵn nhân cái dịp có một cái người khách ở dưới Đồng Nai Họ lên gửi mình một cái máy iPhone 6 Với tình trạng là cắm cái cụ sạc quick charger của Samsung ha Và gây tình trạng là bắt nguồn Thì uh thì với những cái iPhone mà cắm những cái sạc mà khác hiệu của bạn nó gây mất nguồn thì cái khả năng rất là cao nó sẽ bị lỗi IC USB các bạn ha và đôi khi thỉnh thoảng nó sẽ bị lỗi IC nguồn và những trường hợp nặng nó sẽ chết luôn CPU các bạn thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng những cái cục sạc nào mà đi theo máy ha thật ra cục các bạn sử dụng cục sạc Samsung sạc cho iPhone cũng vẫn được nhưng mà các bạn đừng có sử dụng những cái cục sạc mà có hỗ trợ những cái công nghệ sạc quick charger các bạn ha cái công nghệ đó nó xuất ra cái điện áp cao lắm các bạn đừng sử dụng cái cục sạc đó nó sẽ gây chết cái máy nếu mà máy của chúng ta mà không có hỗ trợ đó rồi thì sau khi thay USB mình sẽ thử được cái dòng các bạn ha Cái dòng bấm lên mà nó nhả giờ rất là đẹp Bây giờ mình sẽ bấm và giữ yên xem nó lên nguồn hay chưa Ok Lúc đầu á thì với cái, cái dòng mà lúc đầu mình nhận vào á Thì nó sẽ khi mà bấm nút nguồn lên nó sẽ nằm ở 0,2 hoặc là 0.3 mAh 0.2 mA và nó đứng yên luôn các bạn ha Thì ở iPhone 6 á, nó chết cái con IC USB á Thì nó sẽ gây ra cái tình trạng đó Thì chúng ta chỉ bị thay thế thôi và cái việc thay thế USB cho iPhone 6 cũng, cũng rất là đơn giản ha, nó không có tốn nhiều cái thời gian và cái cái thao tác nó cũng không có phức tạp lắm tại vì mặt sau của nó là con USB ben mà con super nó không có đủ keo của các bạn nên các bạn khỏi, các bạn không có sợ bị xịt ha rồi sau khi thay thế YouTube chip usb và thử lại cái kẹp cái kẹp nguồn đó, thì nó cái dao động của cái nguồn đó, nó cho dao động rất là tốt ha lên nguồn thì mình sẽ tiến hành để mình sẽ hàng cái siêu lại thì là đẹp cho khách Rồi, thì um, ở cái video ở những cái video clip mà dành cho ivisit vn mình sẽ chỉ làm, mình sẽ đi lướt qua về cái cách sửa và cũng như những cái thao tác cho cho những người sử dụng mà người ta hiểu rõ hơn về cái người số điện thoại các bạn ha. Còn các bạn mà muốn biết được những thao tác như là đục một chip như thế nào, rồi cạo cách, dọn keo, cách đổ chân và cái cách mà xác định các bạn bệnh thì các bạn có thể vào truy cập vào trang web ivisit solution đó, trang đó thì mình sẽ đó là có gì dự án nhỏ của mình ha. À, với à, cái mục đích đó là chia sẻ và và à, nhận được nhận rất là nhiều những cái đóng góp những cái ban bệnh từ những cái cực viên ở mọi miền đất nước ha đóng góp vào và tạo tạo nên một cái sân chơi bổ ích để à, các bạn có đi sâu các bạn sẽ đỡ phải vất vả hơn ha, khi mà tiếp cận với cái nghề vì cái cái nghề sửa điện thoại bây giờ nó cũng tương đối rất là khó khăn các bạn ha không có còn à, như trước nữa rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc thử xem nó lên nguồn chưa ok sau đây các bạn cái máy này nó bị hết pin có thể là khách hàng họ bấm nguồn á xong rồi nó sẽ giữ ở hai ampe cho nó giữ không hai ampe nó giữ nó, nó, giữ hoài luôn nó sẽ gây xả pin hết pin các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc và chờ cho nó lên rồi các bạn ha như vậy thì nó đã lên được cái pin rồi bây giờ chỉ việc thử sơ sơ là chức năng full chức năng hết thì sẽ tiến hành ráp máy lại ráp những con ốc cho nó đúng vị trí và giao khách thôi à, xin cảm ơn anh khách đã tin tưởng à, giao máy cho fc vn à, sửa chữa và cũng một lần nữa xin cảm ơn anh đã cho phép sử à, dụng cái máy của mình để làm cái video clip này cho mọi người rồi vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này qua bạn hai cảm ơn bạn đã theo dõi cái video này cho các bạn chúc các bạn thành công